Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15. Sáng nay ngày 7 tháng 1, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ, triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thảo luận dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ, triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đa số ý kiến thống nhất về sự cần thiết của nghị quyết này và cho rằng đây là một nghị quyết hết sức đặc biệt và là lần đầu tiên của Quốc hội, một nghị quyết ra đời trong bối cảnh kinh tế xã hội của đất nước bị tác động của đại dịch Covid-19, làm tăng trưởng kinh tế năm 2021 chỉ gần 2,9%, thấp hơn nhiều so với kế hoạch. Đồng thời, tăng trưởng kinh tế vào mức 6,5 đến 7% một năm giai đoạn 2021-2025. Những chính sách tài khóa, tiền tệ đưa ra đã xác định rất rõ lĩnh vực và mục tiêu nên kỳ vọng sẽ tạo được sự thay đổi trong thời gian tới, đưa đất nước trở lại phát triển. Liên quan tới gói chi cho phòng chống dịch, đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp hiện đại hóa, hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp vùng, viện và bệnh viện cấp trung ương, đại biểu Nguyễn Thanh Phương đề nghị. Tôi nghĩ rằng sự ưu tiên này là tăng cường năng lực y tế là rất đúng và hết sức quan trọng. Vì qua đại dịch cho thấy hệ thống y tế cơ sở hiện rất yếu, nhất là ở một số địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Theo đề án chính phủ trình thì hiện đã xác định được 2.154 trạm y tế xã, 60 đơn vị y tế tuyến huyện, 9 CDC vùng và 18 bệnh viện trung ương nhằm nâng cao năng lực. Tôi kiến nghị Bộ Y tế tham mưu cho chính phủ cùng các địa phương tiếp tục xác định tiếp các xã của các địa phương chưa có trong danh sách để đảm bảo hệ thống y tế xã được nâng cao năng lực đồng bộ. Bên cạnh, tôi cũng kiến nghị Bộ Y tế và Chính phủ ưu tiên đầu tư đúng mức nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thành bệnh viện cấp đặc biệt, trở thành trung tâm y tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long, hoặc xây dựng thêm cơ sở 2 của bệnh viện để tăng cường phục vụ cho vùng với 19 triệu dân. Liên quan tới gói về an sinh xã hội, lao động, việc làm, đại biểu Nguyễn Thanh Phương cho rằng đây cũng là gói rất quan trọng nhằm giải quyết nhiều vấn đề trực tiếp và gián tiếp cho lao động và việc làm. Trong gói này, tôi thống nhất với việc tiếp tục chi đầu tư cho 21 trường cao đẳng nghề chất lượng cao của các bộ và 14 trường của các địa phương. Theo dự kiến, vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ có trường cao đẳng Long An và trường cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp là quá ít. Tôi kiến nghị Bộ Lao động Thương binh Xã hội cần ưu tiên đầu tư nhiều hơn cho vùng này, có thể đầu tư vào các trường cao đẳng hiện có của địa phương hoặc đầu tư cho một trường cao đẳng chất lượng cao của Bộ Lao động Thương binh Xã hội tại đồng bằng sông Cửu Long nhằm giải quyết vấn đề đào tạo lao động có tay nghề không chỉ cho vùng mà cho các vùng lân cận. Hiện tại vùng đồng bằng sông Cửu Long có nguồn lao động tiềm năng tương đối dồi dào, khoảng 10 triệu lao động chiếm khoảng 59% dân số và 18% số lao động của cả nước. Liên quan tới gói về hạ tầng phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, bảo đảm an toàn hồ chứa, thích ứng biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai, đại biểu Nguyễn Thanh Phương kiến nghị. Trong gói này, tôi thấy tập trung nhiều cho việc kè chống sạt lở bờ sông, hồ đập, đảm bảo an toàn hồ chứa, thích ứng với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai là rất phù hợp. Tôi kiến nghị chính phủ xem xét bổ sung việc xây dựng hồ chứa nước ngọt quy mô lớn cho vùng đồng bằng sông Cửu Long nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và thiếu nước ngọt cho sản xuất trong mùa khô. Tôi cho rằng trong tương lai không xa, vấn đề thiếu nước ngọt sẽ xảy ra. Nếu chúng ta không chuẩn bị sớm thì sẽ gặp khó khăn cho vùng này. Vì thế có thể nâng gói ngân sách này lên lớn hơn 5.000 tỷ đồng. Liên quan tới 103.164 tỷ đồng dành cho gói hạ tầng giao thông, trong đó có việc xây dựng mới khoảng 103 km cao tốc và một cầu lớn, cầu Đại Ngãi cho các tuyến đường ngang của vùng đồng bằng sông Cửu Long như tuyến Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trần Đề, mà ưu tiên là Cần Thơ, Sóc Trăng, Trần Đề cho giai đoạn từ nay đến năm 2025. Đây là tuyến kết nối quan trọng gắn với cao tốc Bắc Nam phía Đông mà kết nối với cảng nước sâu Trần Đề trong tương lai. Đại biểu kiến nghị Bộ Giao thông nghiên cứu chọn hướng tuyến sao cho hiệu quả về đầu tư và gắn kết tốt với các đô thị dọc tuyến đường nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho phát triển kinh tế xã hội của vùng.